Hiện nay, khi mà quan niệm của cả xã hội và nhất là phụ nữ về phẫu thuật thẩm mỹ đã cởi mở hơn, thì sự việc xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, số 45 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, giống như một cú sốc rất lớn đối với nhiều người. Phần vì hoang mang trước y đức của ngành y, phần vì lo lắng trước chất lượng chuyên môn của nhiều dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ. Nói chung là đọc xong là cũng sợ. Bây giờ cứ như chị em mà cứ bảo nhau mà đi thì cứ tự nhiên thấy từ vụ đấy là cũng thấy cảm thấy là thôi cũng dừng hết chứ tự nhiên cũng thấy hốt. Những ngày gần đây, nhiều thẩm mỹ viện ở trung tâm thủ đô Hà Nội đã trở nên vắng vẻ. Sau vụ thẩm mỹ viện Cát Tường thì rất nhiều khách hàng đã đặt lịch hẹn, ví dụ như là cuối tuần phẫu thuật thẩm mỹ, rồi các ngày lễ, nhưng hiện nay thì họ đã hoàn toàn rút hết lại và không muốn làm nữa. Trước sự việc nghiêm trọng xảy ra tại thẩm mỹ viện Cát Tường, nhiều bác sĩ có uy tín trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ cũng cho rằng có nhiều cách để làm đẹp chứ không nhất thiết phải đụng dao kéo. Khách hàng nữ đấy đến với tôi ấy, thì bao giờ những cái ca đại phẫu liên quan ngực bụng thì tôi tư vấn là thứ nhất nếu mà về mỡ theo tôi quan điểm đấy thì điều trị bằng nội khoa được, đúng không ạ, hoặc là kiêng ăn thể dục thể thao, tất cả những đấy nếu mà làm được tốt điều đấy thì phần lớn là không phải trải qua những cuộc phẫu thuật lớn mà nguy hiểm. Còn làm ngực thì tôi vẫn hay đùa thế này này, nếu mà chồng các bạn ấy vẫn có yêu bạn, không có chê bạn, theo tôi đừng làm vì vẫn có rủi ro dù có bệnh viện lớn. Làm đẹp là nhu cầu tất yếu của chị em phụ nữ, nhưng có nhiều nghiên cứu thú vị cho thấy rằng đa số đàn ông không muốn vợ mình phẫu thuật thẩm mỹ. Phần lớn ông chồng đều không mong muốn vợ mình phải chịu đau đớn để đẹp hơn. Và bởi vì khi người ta lấy vợ, người ta đã lựa chọn cái người phụ nữ đó rồi, với những hình thức, với cái hình thể và với con người như thế, họ cũng không muốn có nhiều sự thay đổi. Cái điều quan trọng nhất là họ mong muốn là cái tình cảm người phụ nữ nó vẫn còn giữ nguyên. Nhiều khi chị em phụ nữ đẹp rồi, hoàn thiện rồi, nhưng cứ mong muốn mình tốt hơn, mong muốn mình đẹp hơn, do đó thì mình lại bỏ ra nhiều cái chi phí mà nó có thể được gọi là sự lãng phí. Phụ nữ nào thì cũng muốn đẹp, còn nếu mà như bây giờ thông tin là bác sĩ như thế thì em chắc chắn là em không bao giờ vào những cơ sở tư nhân như thế. Nhu cầu làm đẹp là nhu cầu chính đáng. Hiện nay có rất nhiều dịch vụ làm đẹp dành cho phụ nữ, nhưng làm sao để vừa đẹp vừa an toàn thì hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính họ.